Xin chào các bạn. Hôm nay mình trở lại với cái công thức bánh ú trò. Chắc các bạn cũng chán lắm rồi, nhưng mà bữa nay là phải nói là thành công tuyệt đỉnh luôn. Cuối cùng mình có thể hát bài, cuối cùng thì mình cũng mò ra cái trong veo, cái ánh sáng đẹp của cái đẹp và ngon của bánh ú trò. Bạn nhìn kỹ nó rất là tuyệt vời luôn. Nó trong suốt luôn. Nó tuy nó cũng vẫn còn cái hình dạng của cái hạt nếp, nhưng mà chính cái hạt nếp nó chỉ còn cái đường viền thôi, chứ ở phía trong á là nó trong veo luôn. Mình giới thiệu dài dòng để cho các bạn đừng có nản, hãy coi xem mình làm như thế nào. Bữa nay á thì mình sẽ xài cái loại mà gọi là pickling lamb, tức là cái này cũng một cái loại vôi sản xuất ở Mỹ nhưng mà chuyên dùng cho những cái món mà để làm dưa để cho nó cứng á. Thì họ ghi là một cấp là xài một cấp vôi đó xài 2 gallon, 2 gallon thì tương đương với 32 cup. Thì mình suy ra 2 cup ấy, thì xài 1 muỗng canh. Cái này á 1 muỗng canh vôi nha. Còn bây giờ thì mình xài 1 cup nếp là 200 gram. Mình đem mình đổ nước, mình khuấy sơ đi cho nó sạch, rồi mình sẽ cho vô vôi này á. Hồi nãy mình nói là 2 cup nước là 1 muỗng canh, nhưng bây giờ thì mình sẽ dùng 1,5 cup nước, thì nhưng mà mình chỉ xài có 1 teaspoon thôi. Cái muỗng đó là teaspoon, mình xài 1 teaspoon nha, mình bỏ thẳng vô luôn. Rồi á thì các bạn dồn trên màn hình á, các bạn sẽ thấy mình bỏ vô 1 muỗng canh nước tro tàu này mình mua, nhưng mà mình thấy nó sau khi làm thì mình thấy nó hơi nhiều, cho nên mình nói các bạn là chị để công thức các bạn chỉ xài là 2 teaspoon, tức 1 muỗng canh này là 15 ml. Các bạn chỉ cần bỏ 10 ml là mình nghĩ quá đủ rồi. Bạn thấy cái bánh mình làm ra nó quá nhuyễn đi. Thành ra tùy các bạn nha, nếu các bạn bỏ 1 muỗng canh cũng được, hay là các bạn bỏ là 2 muỗng cà phê. Bây giờ mình bỏ hết vô một cái tô đó rồi mình trộn nó. Mà các bạn nhớ nha, cái tô đựng á là không được xài nhôm. Và thỉnh thoảng á thì mình sẽ lấy cái cây mình khuấy cho nó trộn đều cái vôi ở dưới, nó đừng có đóng lại, để cho nó thấm đều vô hạt nếp. Thì sau khi mình ngâm nó là từ 10 tới 12 tiếng nha. Cái này mình ngâm 10 tiếng. Mà tùy theo cái tình trạng của các bạn, cái nhiệt độ rồi ảnh hưởng đủ thứ, thì từ 10 tới 12 tiếng. Sau khi ngâm xong mình đổ ra cho nó ráo, rồi mình xối nước lại 4, 5, 6 lần gì đó, cho đến khi nào mà mình thấy cái hạt nếp nó, cái nước nó trong, rồi mình ăn cái hạt nếp nó không có bị đắng. Nếu mà rủi như nó bị đắng á thì các bạn phải xả lại và ngâm thêm nước lạnh, rồi bỏ vô tủ lạnh cỡ khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa nha. Rồi bây giờ mình chuyển qua cái phần gói. Thì các bạn sẽ, hôm nay mấy bữa thì mình làm có 7 cái bánh, bữa nay không biết gói hay sao ra tới 9 cái bánh. Thành ra các bạn sẽ cần tới 18 cái lá. Cho nên cái lá này là tùy các bạn, 2 lá vô một cái bánh. Phải 2 lá chứ 1 lá là nó thấm vô là cái bánh sẽ bị nhão. Dây thì cỡ 25 cm, rồi mình cột nếp cột một vòng á. Còn nếu không thì các bạn làm dài hay ngắn là tùy các bạn. Cột vừa thôi, vừa đủ để cho nước khỏi vô, để giữ mí, mà cũng đừng có quá chặt, vì cái nếp này nó sẽ nở nữa. Rồi mình gói ra được 9 cái bánh, mình bỏ vô cái nồi Instant Pot này, mình nấu. Mình đổ nước ra nha. Bữa nay thì mình không cần đè xuống, mình đổ nước cho nó lúc là được rồi.
Các bạn muốn để thì các bạn lấy cái gì hơi nặng nặng mà để lên phía trên, hoặc để lá phía trên ụp lại để cho nó sôi lên, không bị cái lá nó đè xuống cũng được. Mình nấu 4 tiếng đồng hồ. Trước tiên thì mình nấu sôi cho nó sôi lên xong rồi á, thì mình mới chuyển qua là slow cook là 4 tiếng. Còn nếu mà các bạn nấu nồi thường á, nấu trên cái bếp thường á, thì các bạn cũng nấu cho nó sôi lên rồi các bạn tính từ khi sôi cho tới khi chín là 3 tiếng tới 4 tiếng gì đó, tùy các bạn, tùy theo lửa nhiều hay ít nữa. Rồi 4 tiếng đồng hồ, với lại mình để cái natural relay là tự cái van nó rớt xuống á. Thực ra nấu slow cook nó có van không cần đóng lại, không cần khóa lại, nhưng mà có nhiều khi hơi nó lên nhiều quá đó thì tự nó đóng vào lại thì mình mở ra thôi. Mình để nó tự nó xả rồi mình lấy ra, rồi mình bỏ qua nước lạnh. Bỏ qua nước lạnh mình vớt ra, treo nó lên để cho nó ráo. Cái bánh này ấy, mình gói cũng kỹ lắm, nhưng mà các bạn coi mình, khi mình lấy ra mình thấy nó như là nó bị hơi nhão, mình không hiểu là, mà ăn cũng rất là ngon. Nó nhão đó là do cái loại mình bỏ vôi nó mạnh quá, nó là sao đó đó, bạn thấy không, cái nước nước nó nhão nhão vậy đó, không phải là ở ngoài thấm vô mà ở phía trong á. Mấy cái bánh nằm ở dưới là cái bánh mình làm bằng công thức khác, nó không có mềm, nó cứng hơn. Còn bánh này á, cái bánh mà cầm trong tay á, trên tay mình á, là cái công thức mới này. Bạn ngó cái bánh kia quá tuyệt luôn á, mình rất là thích luôn. Cho nên mình cứ mở hết ra chín cái bánh, mình dồn tới dồn lui cái nào cũng đẹp hết á, bạn thấy không, nó cái màu nó đẹp một cách tự nhiên á. Rồi đó, bây giờ mình đổi ra qua 3 cái, còn 5 cái tháo hết ra luôn. Nó cái này á, không biết sao mà nó ướt ướt ướt, cái mình gỡ cái mình lẫm luôn. Cái lá ở ngoài đâu có bị ướt mà ở phía trong á. Có như, cho nên chỗ mà mình nói là bỏ một muỗng canh đó, bạn thấy cái này hơi nhão nhão á, nhưng mà để nguội lại nó cũng không có khô đi nha. Bây giờ mình ăn rất, tại vì thấy nó nhão nhão quá, có thể là không bị thấm nước rồi sao, nó ngon lắm. Rồi cái mình mua cũng chưa bao giờ mình được cái bánh mà trong mà ngon vậy á, thấy hay quá à. Rồi mình sẽ làm theo cái bánh mà giống như cái có người yêu cầu mình á, làm cái bánh này cái hiếu người ở miền Bắc là sao á, không có nhân, chứ còn quê mình á thì làm không có nhân, nhưng mà cũng dạng bánh ú. Bây giờ mình lấy sự cước á, mình cắt ra cái bài, tại vì thích quá cho nên mình cứ chiếu hoài mấy cái bánh này mình dòm á, mình ăn mất 2 cái rồi, nó ngon lắm. Hồi nhỏ mình không có thích ăn bánh ú tro nha, bánh đúc bánh ú tro là không có mình đâu, nhưng mà bây giờ già rồi tự nhiên sau những cái vị này nó hấp dẫn lắm. Bạn thấy cái bánh chưa, nó quá đẹp hả, trời đẹp rụng rời luôn á, không là mèo khăn mèo giờ đuôi chứ, mình thấy đẹp quá rồi mình cũng không có ưng mở để dòm hoài à. Cái này bạn thấy cái bánh gói nó đẹp quá đi hả. Bây giờ mình lười biếng lấy dĩa, tại dính dính thôi mình đổ, ôi chà lên cho chảy ra tùm lum đó, đẹp chưa. Trời các bạn nào sẵn thì mình trong khi nhìn mình ăn thì mình nói các bạn mua cái, mình bỏ cái link để mua cái vôi này á ở Amazon. Để lát mình nói, bây giờ trời phải dòm trên màn hình mình nói tiếp. Cái này á thì đậu xanh á, 70 gram đậu xanh, đổ 70 ngâm rồi đổ 70 gram nước với tí xíu muối, bạn theo công thức ở đó là bạn dòm làm. Nhưng mà công thức này là cho 400 gram nếp, mình chỉ xài cái nửa, mình chỉ xài cái 200 gram nếp, thành ra các bạn chia đôi ra. Rồi mình lấy đậu mình ngâm 4 tới 6 tiếng đồng hồ, xong rồi mình bỏ tí muối, bỏ muối theo trong cái công thức đó, bỏ muối rồi với nước. Rồi mình nấu cũng dùng cái nồi Instant Pot này, mà mình nấu nó là chọn pin nấu 2 phút xong rồi
2 phút rồi để natural relay tự nhiên nó rớt cái veo xuống rồi á, thì mình bỏ đường vô, đường trong công thức cái mình để ở phía trước á, thì mình cứ xong rồi mình cho tí vani vô, rồi cho cái bạn có thể nấu với nước cốt dừa vô cũng được, hoặc là nấu với dừa bào. Bữa nay thì mình cho dừa bào đi vô. Dừa bào có thể là dừa bào tươi hoặc là dừa họ bán sẵn, họ ngào đường mới sẵn, rồi mình cứ khuấy khuấy hoài cỡ 15-20 phút vậy cho đến nó hơi khô là mình vò viên lại được, rồi mình ra mình vò viên lại thôi. Chỉ đơn giản vậy, không cần xay, bởi vì cái này mình làm nhân mà. Rồi bây giờ bạn dò mấy cái bánh á, rồi trong khi dò cái bánh này á, thì mình nói tiếp cái mình các bạn xài vôi, nếu mà ở Việt Nam á không có được mua cái vôi mà để dùng trong thực phẩm này á, các bạn có thể xài vôi ăn trầu. Vôi ăn trầu á thì bạn có thể mình bỏ thẳng vô, mình ngâm gạo rồi mình nếp rồi mình vớt ra, mình xả rửa lại sạch sẽ thì cũng không có sao hết. Bạn cũng không có cần mà phải là vôi ăn thẳng vô miệng được mà. Thì bạn bỏ thẳng vô cũng là một muỗng cà phê vậy. Bỏ thẳng vô ngâm rồi mình xả rửa lại nếp trước khi mình làm bánh. Như vậy không có lo sợ. Còn những cái bạn mà ở Mỹ có thể mua được á, thì trên Amazon nó bán là 12-13 đồng với một pound. Trong khi á, các bạn có mình để link cho các bạn dòm rồi các bạn coi rồi, nhưng mà mình các bạn có thể đi tới mấy cái tiệm ở địa phương á, ở local của mình á, thì mua ví dụ như Mana hoặc là Walmart, hay là có những cái tiệm mà bán đồ mà làm dưa làm mắm đồ ở chỗ mình á, thì có cái tiệm Farm and Flick á, mình mua ở đó chỉ có 4 đồng thôi, 4 đồng mà buy one get one free nữa. Bữa nay á, thì nó đang sale. Thành ra ví dụ như mua trên Amazon là 25 đồng mà mua ở tiệm này á, có 25 đồng hai gói, thì ở tiệm này mình mua có 4 đồng hai gói à. Cho mình giới thiệu các bạn vậy á, cho các bạn lục tìm. Cái này á, các bạn có thể làm bánh đúc hoặc là bánh cái gì, bánh lọt này, đủ thứ hết trơn á. Này là để dùng cho thực phẩm, ngày nó có công thức rõ ràng, các bạn dựa theo đó mà làm thôi. Coi như là công thức mình chia sẻ tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.